Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 10, các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người hồi hương. Áp lực đè lên các công tác y tế, khu cách ly, chăm sóc sức khỏe cho người dân là không hề nhỏ. Đáng lo ngại hơn, hàng trăm F0 cũng được bóc tách ra khỏi đồng người, trở về quê hương. Nhiều địa phương đang lâm vào thì khó. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, với số lượng người dân về đông và liên tục như trên, tỉnh đã đưa về các địa phương phân nửa và vẫn đang tiếp tục tránh dồn ứ và một điểm quá lâu đối với việc khoanh vùng và sàng lọc tỉnh An Giang cũng gặp nhiều khó khăn vì số lượng quá đông trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác test nhanh cũng dừng cạn kiệt phải kiến nghị chính phủ hỗ trợ cũng theo ông Nguyễn Thanh Bình các khu cách ly địa phương đang quá tải tỉnh đang xem xét hướng cách ly tại nhà ông Trần Văn Lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết đến thời điểm này tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.000 người dân về quê và con số này chưa dừng lại trong tình hình dịch đang dần được kiểm soát đồng tháp cũng sẽ tiếp nhận gần 20.000 người dân về quê tự phát về vấn đề này ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch nhất là khu cách ly thiết bị y tế thuốc vân vân phục vụ điều trị xây dựng phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa các đoàn người dân về đến địa phương. Các tiểu ban của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm cách ly, đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch, vân vân. Ở Kiên Giang, Cà Mau cũng gặp phải tình trạng tương tự. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc F0 đã điều trị khỏi không quá 6 tháng sau khi test nhanh âm tính thì thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sau khi xét nghiệm âm tính sẽ cho cách ly tại nhà và xét nghiệm định kỳ theo quy định trong vòng 14 ngày. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và Cơ quan Chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại